mẹ vắng nhà chị ăn hết của em và cái két. Đồ ăn đấy, ở nhà dỗ em, cho em ăn để mẹ đi chợ, nghe chưa? Vâng, mẹ yên tâm, dỗ dành em là việc của con mà. Chị, lấy thạch cho em ăn. Đây. Này, ăn đi, ăn từ từ, chậm thôi. Vâng, bảo em ăn từ từ mà chị húp một phát hết nửa hộp thạch luôn. Ngon quá, ước gì hôm nào mẹ cũng không có nhà. Thế à, mẹ không có nhà là mày dành hết của em chứ gì. À, mẹ về rồi, chị bắt con ăn nửa hộp thạch này 2 tiếng rồi. Chị ăn hết của con à, khổ thân. Cũng tại mẹ để chị con thiếu thốn nên mới ra nông nỗi này. Vậy cái đùi gà này cho chị. Ơ kìa, mẹ kiểu gì thế? Tưởng bị phản đam, ai dè. Hi hi. Khi đứa em lệch sóng với mẹ và cái két. Mẹ nói lại một lần nữa, 1, 2, 3, 4, 5 là bằng 5 con vịt. Dạ, 1, 2, 3 là bằng 5 con vịt. Trời đất, con với mẹ thông não cho nó từ sáng tới giờ, chả ăn thua. Này thì 1, 2, 3, 5 con vịt. Ăn à mẹ? Ăn cho thông minh. Dạ. Lệch sóng với mẹ mà vẫn được ăn. Nào tiếp, 3 con vịt cộng 2 con vịt bằng mấy con vịt? Thì bằng 6. À chà chà. Học thế con cũng muốn học dốt. Liu liu. Mẹ chiều hư đứa em gặp chị hết đát. Ăn cơm đi, gái rượu của mẹ. Con ứ ăn đâu, ăn bánh cơ. Mày hơi bị lèo nhèo rồi đấy. Thôi được rồi, để mẹ đi lấy bánh cho. Không ăn cơm, không ăn cơm. Hiu hiu, đây con cưng của mẹ nhá. Đây, cả bánh, cả khoai tây luôn, con ăn đi. Các cụ bảo con hư tại mẹ, đâu có sai. Thế mình ngoan là tại ai nhỉ? Yêu ơi, chả ngon gì cả, con không ăn. Không ngon thì ăn khoai kìa, hay để mẹ đi lấy cái khác nhá. Mẹ ngồi yên cho con nhờ, để con. Không ăn đúng không? Mẹ, chị ăn của con. Mẹ chịu, ai bảo con suốt ngày chê. Khoai cũng không ăn nhỉ? Có. Nhịn. Khi hai chị em ăn no rồi và mẹ kiểu. Mẹ no rồi, xong đứa rửa bát, đứa quét nhà nha. Con cũng no rồi. Con cũng no. Ừ, no hết rồi thì dọn đi. Dạ. Chị ăn bim không? Không, tao đang ăn bánh rồi. Thế rốt cuộc là ban nãy hai đứa ăn no chưa? Dạ rồi mẹ, đây chỉ là ăn vặt thôi. Đúng rồi mẹ, ăn chơi chơi thôi mà. Còn no rồi, ăn vặt, ăn chơi chơi à? Mẹ làm gì mà manh động thế? Khi có đứa em cay hơn cả ớt kiểu. Xúc xích, tao bôi đầy ớt rồi, tao đi vệ sinh cho chắc ăn, khách mày ăn được. Ui sợi, có gì làm khó được con này chứ. Xúc xích tao đâu hên, đầy tương ớt mà mày cũng ăn được. Mẹ ơi. Hả, mẹ đây, gọi gì giật tít thế? Nhân lúc con đi vệ sinh, em ăn hết xúc xích của con. Mẹ không biết đâu, tại chị bôi nhiều tương ớt lại còn dặn con là cay đấy, thách mày ăn được. Thách em, giờ em ăn hết cho, còn kêu. Thì bình thường nó có ăn được cay đâu, nay nó cố tình gây sự với con đây. Ai bảo em không ăn được, nhìn nè. Thế từ trước giờ mày lừa tao hả? À. Đồ ăn đấy, ở nhà dỗ em, cho em ăn để mẹ đi chợ, nghe chưa? Vâng, mẹ yên tâm, dỗ dành em là việc của con mà. Chị, lấy thạch cho em ăn. Đây. Này, ăn đi, ăn từ từ, chậm thôi. Vâng,
Bảo em ăn từ từ mà chị húp một phát hết nửa hộp thạch luôn. Ngon quá, ước gì hôm nào mẹ cũng không có nhà. Thế à, mẹ không có nhà là mày dành hết của em chứ gì? À, mẹ về rồi, chị bắt con ăn nửa hộp thạch này 2 tiếng rồi. Chị ăn hết của con à, khổ thân. Cũng tại mẹ để chị con thiếu thốn nên mới ra nông nỗi này. Vậy cái đùi gà này cho chị. Ơ kìa, mẹ kiểu gì thế? Tưởng bị phản đam, ai dè. Hi hi. Mẹ đưa ra phép thử đứa em lòi cái đuôi. Thủy ơi, xuống mẹ bảo. Dạ. Lẹ lên. Cái tội để dành. Ờ, tôm của con đâu? Vừa ở bát mà. Có mà chị ăn rồi, còn quên. Hay con nhớ nhầm, chưa ăn thì vẫn ở bát chứ? Không, rõ ràng con chưa ăn. Mà em ăn tôm lúc nãy rồi, sao vẫn còn? Mày lấy của tao. Bốc phét của em nhá, em chưa ăn. Vậy đưa tôm đây, để mẹ ăn, hết cãi nhau. Nhưng con vẫn chưa được ăn tôm mà, con thèm. Mẹ ăn đi, con cũng không muốn ăn. Rồi, tôm này là của chị chưa ăn nên vẫn thèm. Còn mày ăn rồi nên chán. À, lươn với chả leo. Em dỗ dành chị mỗi khi đổi đồ kiểu. Chị đổi kem lấy bóng bay không? Không, mày chơi gian lắm, đổi xong lại đòi à? Lần này em hứa xịn luôn, không đòi đâu, có mẹ làm chứng. Mẹ không trứng gà với trứng vịt gì đâu, đổi, tự chịu. Được, nếu vi phạm, sẽ không bao giờ có lần sau. Ok. Mát quá. Chị! Liệu hồn đây, cấm cãi nhau. Ăn hết rồi, đòi bằng niềm vui à? Em có đòi đâu, em nhờ chị thổi bóng cho em mà. Rồi, em cho nốt kéo. Một đứa chỉ ăn, còn một đứa chỉ nghịch thôi. Sợ chị hơn sợ mẹ là có thật. Bé em ăn cơm đi, để dọn con. Ăn cơm chán lắm. Thấy mày muốn ăn gì? Giật cá mình. Hi, em muốn ăn cơm. Bánh của bé em đây rồi, ăn đi con. Con chả thích bánh. À thế à. Em có ăn mà. Muộn rồi cưng ạ, đừng bao giờ nũng nịu trước mặt chị. Mẹ. Mẹ làm sao? Dạ không sao, mẹ để chị ăn đi ạ.